Căn nhà thiện nhân được Phan Mỹ tặng và sự thật ít ai biết đằng sau. Từ nhiều ngày qua, mâu thuẫn giữa ca sĩ thiện nhân và gia đình đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Khi hai bên không ngừng lên tiếng kể xấu lẫn nhau, bỏ qua những ồn ào quanh chuyện tình yêu đồng tính của thiện nhân, khán giả đặc biệt quan tâm đến chi tiết người hâm mộ đã tặng cho nữ ca sĩ cả một căn nhà mà gia đình cô đang ở. Khi xung đột giữa thiện nhân và mẹ, anh chị bùng nổ, thì cô muốn gia đình gửi trả lại căn nhà cho vị khán giả kia, nhưng gia đình thiện nhân không đồng ý. Tuy nhiên, người thân của thiện nhân lại tiết lộ thông tin khác biệt. Anh trai nữ ca sĩ thừa nhận rằng căn nhà này do người hâm mộ thiện nhân cho vay tiền để mua vào năm 2018. Trước đó, khán giả này thương thiện nhân phải đi ở trọ nên đã cho gia đình cô mượn căn nhà để ở tạm. Sau đó, người này lại cho vay tiền để mua lại chính căn hộ đó và giấy tờ đứng tên cha của thiện nhân. Gia đình thiện nhân khẳng định, sau khi nữ ca sĩ đột ngột chuyển ra ngoài sống cùng người yêu đồng giới, gia đình đã tìm cách bán nhà để trả tiền cho người hâm mộ tốt bụng kia. Bởi vì khán giả này vì yêu thương thiện nhân nên cho vay tiền mua nhà. Và hiện giờ, gia đình nữ ca sĩ đang bàn bạc với người này để tìm ra phương án xử lý ổn thỏa nhất. Vì thiện nhân đã ra ngoài sống nên không biết được chuyện này và tưởng rằng người thân của mình không muốn trả lại căn nhà cho người hâm mộ. Như vậy là mọi chuyện đã quá rõ ràng. Quá thực gia đình thiện nhân đang sống trong căn nhà do fan của cô giúp đỡ và bây giờ đang thu xếp để hoàn trả tiền cho người này. Trước đó vào trưa ngày 16 tháng 7, ca sĩ thiện nhân livestream lên tiếng về ồn ào với gia đình đang gây xôn xao dư luận. Cô tiết lộ thời điểm rời khỏi gia đình, cô chỉ cầm khoảng 30 triệu đồng. Thiện nhân kể khi ra riêng, cô phải lo hết toàn bộ chi phí ăn uống, nhà trọ. Nói về thông tin bỏ nhà theo tiếng gọi tình yêu, cô phủ nhận. Nữ ca sĩ nói từ khi học cấp 3, cô từng ngỏ ý xin gia đình ra ngoài sống để tự lập. Suốt 8 năm qua, mọi thứ con đều lo cho gia đình mà không than vãn. Ba mẹ, anh chị vẫn là người tôi yêu thương, nữ ca sĩ bộc bạch. Giọng ca sinh năm 2002 bật khóc khi nhắc đến gia đình. Cô cho biết bản thân đã cố gắng để lo cho gia đình và chính mình có cuộc sống ổn định hơn bởi nữ ca sĩ không muốn người thân phải chịu khổ. Tuy nhiên đến hiện tại, học trò Cẩm Ly thấy tổn thương, đau lòng vì những thông tin trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ kể, trước đây cô từng ngỏ ý với gia đình về chuyện được kết hôn với bạn cùng giới. Thiện nhân khẳng định thông tin gia đình đăng tải chỉ là một chiều. Thiện nhân nói đến khi ra khỏi nhà, cô còn đúng số tiền 30 triệu đồng do người ba nuôi từ nước ngoài gửi về. Thay vào đó, số tiền đi hát được nữ ca sĩ gửi cho anh chị để lo cho gia đình. Thiện nhân nói thêm, gia đình cũng có những hiểu lầm về cô, khiến giọng ca gốc Bình Định không khỏi buồn lòng. Nếu như một gia đình thương yêu người thân sẽ không làm như thế này, có gì cứ khuyên bảo nhau thôi. Đâu làm như thế này để tổn thương nhau, cô nói. Nữ ca sĩ sinh năm 2002 kể fanpage thiện nhân không còn thuộc quyền sở hữu của cô suốt một năm nay. Điều đó khiến nữ ca sĩ không hài lòng. Do đó, cô liên hệ nhờ mẹ ruột nói anh chị trả lại fanpage cho mình. Nếu không, sẽ chủ động không liên lạc với gia đình từ ngày 5 tháng 7. Gia đình tôi vẫn có số của chị Ngân, tên bạn của thiện nhân, nên nếu muốn tìm tôi thì có thể liên lạc, chứ đâu phải đùng đùng cắt đứt mọi thứ. Ai cũng có cái khó của mình hết. Mình đã là gia đình thì phải bảo bọc nhau. Không thể để như thế này được, cô nêu quan điểm. Quán quân giọng hát Việt nhí mùa 2 mong mọi người tích cực, rộng lượng để xử lý mọi thứ, thay vì làm tổn thương cả hai bên. Thiện nhân nói sau vụ việc, cô bị chỉ trích, đả kích là bất hiếu, không thương yêu cha mẹ. Nữ ca sĩ khẳng định, mọi người đâu ở trong hoàn cảnh của tôi, thì làm sao mọi người biết được những gì tôi trải qua. Trong thời gian ở chung, thiện nhân kể phải chịu những thiệt thòi khi gặp mâu thuẫn với anh chị trong nhà. Điều đó khiến nữ ca sĩ không khỏi buồn lòng. Mọi việc có thể giải quyết tốt đẹp hơn, chứ không phải đến mức làm như thế này, cô nói.